bữa nay chút ông ngoại đi đâu vậy ông ngoại? Thì nghe nói lợi bị ở trong đây là chuyện xích hai người phụ nữ đẹp. Chứ nghe nói mượn ngủ nhiều lắm, muốn vô thăm đó. À ngoại bữa nay lại giải cứu thiếu nữ hả? Lại giải cứu không biết giải cứu chưa được, muốn chèm bẹp rồi. Biết trước. Trời ơi. Thấy trên mạng cao to đẹp trai lắm. Rồi bây giờ mình vô đi ông ơi. Già rồi, hết chịu không nổi. Thôi mình vô đi ông ơi. Để con dẫn đường ngoại vô nha. Dẫn đường cho ngoại đi coi. Cái gậy của ngoại đông tiêu mới có gậy để thổi cần gậy. Ông ngoại bỏ cái kính ra đi chứ lát ông kia ông quýnh là chạy không kịp á. Kính hả? Nãy giờ thấy nó đen quá. Đúng rồi. Ông ngoại đi đường nào các con? Đi đây đi đường này. Đi thẳng xa lắm, đi xuống đi. Có mạnh không con tới cái lẽ có đây có ngoại luôn kìa. Anh lại đến có lực mới rồi. Rồi ra bữa nay là nhập sổ ông ngoại luôn. ông lão dạ đấy là Mạnh Thường Quân từ ở Mỹ về. USA dạ, muốn mình vừa hay đúng rồi nè. Đấy chụp tấm hình coi. Wow. Quá đẹp trai luôn trời. Ngày sau là mẹ đó, mẹ các anh ấy. Wow. Mẹ là mẹ hả? Anh biết là ông là ai không? Ông này là ngày sau là mẫu. Là mẫu hả? Còn Trình đó là cha. Nhưng mà nhìn ông nhìn là người mới mà Mạnh Thường Quân mà với ông nào là nhìn giống ông Bụt quá ha. Hôm nay là tới đây là nghe hai vợ chồng với đứa bé trong đây tới đây thăm. Biết bây giờ đó, coi cái này nè, sau khi mà tất cả mà tụi tôi ở đây, cái hình ở đây mà tôi về hết, tôi về trên đó thì ở đây tất cả anh em như ở đây và người ở đây gắng cố gắng giữ mấy cái hình này để gì không chôn không gì cả, và những cái mod nè cái món là vẫn để yên vậy luôn nhớ nha. Thì hôm nay có Mạnh Thường Quân lại giúp đỡ anh lại đó. Thôi không cần giúp gì đâu. Tại ngày mai ông lấy về trời rồi. Mai mốt hay bữa kia gì á, tiền bữa nào đó đi về cho anh kiếm. Lại ơi. Vàng quá trời luôn. Thôi để anh xài đi rồi sao tặng lại cho tiền anh. Mà tiền quá trời luôn. Đây. Thì gọi đó giờ là cho 200 triệu luôn kìa. 200 chai á. Nè thôi nè cái này mấy chai. Chai. Vô đây coi này hết cái này đâu. Đây. Cái này hả anh lại. Trời ơi, gì? Đâu? Thì á em là đời sau, cái đó đời sau nhờ xài. Mấy gái đẹp gái lắm nha quý vị. Đó của anh đó là ngày sau á. Nha nhớ. Trời ơi, tiền cái này mà mình đưa đâu lại mà anh không lấy nữa rồi. Cho kỹ nha. Chê nữa rồi. Hồi nãy cho bột nghe, bà không chịu nhận mà giờ đưa anh lại anh cũng không nhận luôn. Rồi, tiền này sao kỳ với ta? Tiền mã thằng mã hả? Nè, lại đây đọc đi. Này Mạnh Quân này kỳ quá nổ này, quá này, trời rồi. Này là giờ sẵn đây đọc cho mọi người nghe để hiểu ha. Đâu anh lại đọc đi. Cái này cũng giống như là này thiện bủ thiên, bủ là tôi mà thiên cũng là tôi à. Thanh là vợ tôi, Quy là bé này, còn Khải là thằng kia 13 tuổi à. Thằng nào số bộ hôm qua bên đang ngồi nên nó bị ngược thắng rồi. Bình Dương dưới chợ Bình Dương à. Cái này là cũng giống như là Duy Trúc Di Chúc, tức là của ông chúa đời này đã xong rồi. Ông về là ông đã lo cho ông, mà ông chúa sau là tức là Trình đó, ngày sau là nó nắm quân nắm quân nguyên đời sau luôn là Trình. Rồi tất cả cái này nó ngày sau cái hình này nó bỏ hình này là lấy cái hình này, nó lấy cái hình của vợ tôi này nè. Còn Trình đó ngày sau là nó lấy hình tôi. Chị là em à, em sau này em làm vợ ai? Vợ Trình. Vợ anh Trịnh hả? Chết. Thôi nghỉ đi. Làm vợ anh Trịnh không làm đâu. Nghỉ. Làm vợ anh Trịnh để em đi tu luôn á. Có đâu, ngày sau nó đẹp, nó khôn lắm. Ngày sau nó là vua mà, nó là chú mà. Hôm nay ông ngoại. Ủa sao bữa nay anh lại thấy em sao? Sao này thôi đã đẹp lão mà. Mạnh Thường Quân gì đâu mà đem tiền ra. Tiền ăn mẹ. Chút đời này mà cho. Để lại ông chú ơi, chết luôn rồi. Để lại cho đời sau. Hôm nay ông ngoại là tới thăm anh lại là giúp đỡ anh lại là những điều gì? Nói chung ra là tới cho tiền. Tới cho tiền anh lại. Mạnh lại chê hả? Mạnh chê rồi. Hấp dục luôn rồi. Xong rồi là ngày mai á, mọi người tới dọn dẹp mấy này thì cứ dọn. Ngày mai dọn đây đúng không? Là không là gì cho mấy anh. Ngày mai là tụi em ngồi đây dẹp là anh bắt ghế. Đó mẹ ra luôn đi con. Chưa.
À, cái mẹ ra kìa bé. Đi đi con. Lại ra. Cái mẹ này ra. Đúng rồi. Mưa trời yến mưa nè. Đổ bên lại, đổ đây. À. Anh lại làm gì anh lại? Mấy anh đốt dọn cho sạch nha. Bữa nay cũng như anh đốt đừng cho nó hôi hết sao anh lại. Mẹ ngủ đó mẹ không có ra. Nghĩ con muốn mặc đồ mới không bé? Nghe ai? Có 2-3 bộ mặc hoài. Ê anh lại ơi. Ừ. Em xin phép lại gì này ha. Mai mốt quá. Tại vì có nhiều khán giả nói là sao mà thấy anh em tới đây quay nhiều quá mà không có chịu mà dắt bé đi cắt tóc đồ chỗ gọn á lại. Không, anh lại cho phép tụi em cắt tóc cho bé đi ha. Không được, chị được. Mấy anh lo ngày mai mấy anh dẫn quét dọn cái nội, tức là tôi trả lời cho cái đời âm á. Ở bên đây là đời dương rồi, xong rồi. Trả lời cho anh á là mọi người ở đây là những gì tôi kêu giữ hình cái ba cái hình của tôi là đây là hình dương. Nếu mà các anh giữ đời đúng những gì tôi nói á, dạ, như sách rồi đây nọ ha. Thì á ngày sau các anh em sẽ được hưởng. À. Nếu mà các anh giữ đúng những gì tôi chỉ thì các anh ngày sau sẽ hưởng được sự túc sung túc giàu đẹp ấm no. Đời vua chúa nào cũng vậy. 18 đời, 13 đời, 14 đời cũng thế. Đúng như vậy. Vậy mà nên anh là người vương thôi. Ba người bên nay tôi ba người là vương. Nói chung ra buổi chiều thì anh lại gom này đốt để cho đi anh. Đốt cho nó không có nguội nha. Nào. Đó, để lại cho tụi bay. Trời ơi, cái cây này đọc gì? Trời ơi. Cái này, mấy ngày sau nè, mấy cái quyển sách đó nè và tự cái hình của tôi và tất cả mốt món rồi là phải giữ yên đó, không được đốt hay là này kia nọ, đem hình mà đem đốt là ngày sau mấy anh khổ quá chịu. Thượng đế ông không có ai đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Cái đó mình phải giữ kỹ càng anh lại ha. Ừ, giữ là hết. Kỹ càng mới được. Ba cái hình của tôi vẫn để như vậy luôn. Đúng rồi, như là không có mà không gì cả. Ừ. Không có làm gì hết, không rồi, có sách dưới món đồ quần áo này nè, những cái bịch đó là để giữ yên luôn, cái đó là để tôi tặng lại cho đời sau. Còn cái món là đời trong sách đó. Mày không có cửa nhận đâu, bên này là nhận. Trời đó, cho để nhận. Thấy chưa? Mấy bay là nửa ngày sau á nằm phò tá nằm hàng cấp xã với cấp huyện thôi. À vậy anh là cấp tỉnh ha. Không có đâu, mấy này cấp tỉnh. À còn anh là cấp thành phố hả? Tao không có cấp cái này nữa, tao cấp cho quyền nhường quyền lại hết rồi đó. Ông là cấp dưỡng. Cho nó ta dưỡng xuống mấy con số 1 vậy mày. Chứ đây là cũng như là bữa nay là xong rồi nè. Rồi đó là quét dọn như này. Đúng rồi, ăn uống xong rồi, phải quét dọn đi. Là mũi mọng đồ nó cho nó đỡ cắn bé. Như anh đãi tiệc rồi phải không? Đây nè, bé gái đó. Không mà bây giờ nói chung ra là Tết rồi. Nên là anh cho tụi em là cho bé là mít cúp sơ sơ là anh lại ơi. Tóc tay cho gọn anh. Không được, không cần. Hả? Theo những gì tôi nói là được rồi. Trời ơi, em như là ở cấp của em ngang hàng với anh mà anh không có cho, không chịu em phiên nó chết luôn á lại. À, anh làm em mất lòng tin quá. Không có làm gì được, làm gì anh không có hưởng được gì đâu. Tụi em đâu cần hưởng đâu. Tại vì em thấy bé, tụi em thương thiệt. Không sao. Anh mỗi lần mà tụi em tới bé thích ăn cái gì là tụi em mua đó liền. Không, bây giờ anh cứ nghe lời những gì mà tôi đã nói, di chúc tôi để lại đó. Có di chúc luôn. Thì cái đó là cái di chúc á. Đó, cái di chúc nãy à. À, vậy là di chúc đó là truyền ngôi lại cho ông Trình Liên Sinh. Ừ, mọi người không phải đâu, nó nắm cả năm châu á. Rồi. Cái quân quân chung nhà. Rồi để làm gì sao bộ? Thì á những cái gì mà bé nó cái bạo của mày là ngày sau đó. Thì một tím đó. Giỏi quá. Phụ qua. Anh bị có tặng gì cho anh lại không? Hả? Tặng rồi, anh không lấy rồi. Sợi dây kìa, sợi dây không tặng. Đeo cho sư phụ đâu, đâu mà không, đồ đeo thử thôi. Đây không có xài. Ủa, tất cả những gì vật chất của thế gian. Trời ơi, cộng dây chuyền nặng muốn chân chết lên mà. Hiểu không? Sư phụ đeo thử nó đẹp không? Để chụp hình cái là gỡ ra. Không. Hình tướng. Đẹp má tao quánh cho một thẹo giờ. Hình tướng hả anh lại? Ừ. Ồ. Vậy mình đeo vô đó là hình tướng. Vậy mình đeo này, bên này là cái hình này người ta hình dương, người ta là hình khí á. À hình khí á. Đây cũng giống như trời, tượng trưng cho trời. Chữ thượng đế mà mấy anh mấy chị không nghe không rõ hả? Anh lại có hút thuốc không? Thuốc gì cũng hút hết trơn. Anh lại có chơi thuốc không? Cái gì cũng chơi.
Không có gì mà tao bỏ hết. Không gì từ hết anh ha. Ủa hồi nãy em giả ông Tiên vô em gặp anh cũng nhận ra em đó hả Lợi? Tiếng của em đi tới đâu cũng biết hết trơn hả? Nghe nói anh Lợi là có ba con mắt mà. Phải không sư phụ? Có mắt duyên tiễn mà. Ở nhà mà đeo mang tất cả những này nó cũng đều có mắt hết. Trong bản thể này nó có đều có mắt hết. Này mắt cá đâu ha? Ừ, đúng rồi, con có mắt nợ không? Có luôn. Mắt nợ đâu có về được. À, vậy là ai ở Lợi là mắt nợ. Hiểu không? Vậy là anh Lợi ở đây là mới được là xong rồi mới qua thượng, hồi đó thời trung quân hạ quân xong bây giờ mới được đi về thượng quân mới về rồi lập lại cho đời có người kế ngôi có người này kia nọ là xong rồi là ngày sau á trình nó phải xong nhìn nó lấy cái hình tôi còn á là vợ tôi á là anh là lấy cái hình của vợ tôi là ba cái hình này để Lợi cho đi qua để cho coi bà chị nha. Trời ơi bà ngủ nè, ăn xong rồi bà ngủ mất tiêu rồi. Không có gì. Bữa nay đi xin có dưa leo nè, dưa leo và chuối nè, đó. Trời ơi, nãy có con bia nữa, có mua bia nữa là quý vị thấy không? Xỉn này, đó. Hai người là hai lon xỉn này, đó, bé gái nè. Có ngày chùm vậy đó. Núp hả? Trốn hả? Con ăn táo không? Mời chú mua táo cho con ăn nha. Bé Huy. Bé Huy. Ăn táo không? Nè, đồ ổng giặt nè quý vị. Phơi lên đây gì nè. Ở ngoài kia nữa. Chị có ngủ gì đó. Đó. Còn đây là xả gác nè, thấy không? Ăn xong rồi mua nước ngọt kiểu uống nước ngọt rất là nhiều luôn. Nó xả gác tùm lum tà la luôn. Đúng rồi. Đó, đi đốt mà bữa nay ra đốt cho được mũi nè, bớt mũi nè. Không ai đừng quay tao quấy gì sư phụ, tự mình suy nghĩ mình đọc đi chứ mình ấy đừng lại đây mà hỏi nữa, mình mốt tao ở đây đâu mà hỏi gì ở đâu sư phụ. Đi về trong mấy quyển sách đó tao để lại. Đi về Tây Ninh hay gì? Không có. Ủa vậy sao nghe người ta nói là anh về Tây Ninh mà tao đi về trời chứ tao ở Tây Ninh đâu. Tao đâu có phải bên đó. Mình về trời mà mất mấy ngày mới tới anh Lợi. Đi vòng vòng tích tắc phút là tới rồi. Phút là tới rồi. Sao nghe người ta đồn đi mấy triệu năm nó mới tới mà. Có thằng thua vậy. Anh biết rồi đi lại. Đi siêu tốc độ. Siêu tốc độ luôn hả? Rồi. Tốc độ ánh sáng mà anh cứ tính. Rồi, siêu tốc độ gì sao mình chịu nổi, mình đâu dám mở mắt nổi. Đi bằng cái tánh biết mà, đâu phải nó đi bằng cái thần này đâu. Cái hình này để lại cho đời mà, tặng lại cho đời mà. Mình tặng mình có làm gì chút luôn hả anh Lợi? Thì đó, đã trong đó tôi ghi trong đó đó, mình tặng ba cái hình này nè là tôi để lại đó, chi là để tặng cái hình nữ là vợ tôi, là ngày sau anh nó lấy cái hình là nữ là làm vợ tôi. Ông Trình nó lấy cái hình này tức là làm chồng. Thì là di chúc đó anh bàn giao là cho ai? Thì tôi để vậy đó, mọi người tất cả những người vô đây là đều được thọ nhận. Đều được hưởng hết đó chưa ha. Ngày sau mọi người tranh thủ lưng phiên nhau mà làm vua với chúa. Vậy là ngày mai mình 18 đời nè. Vua Hùng xong rồi 13 đời từ Gia Long Minh Mạng Thục Đức Tự Đức rồi cho tới Bảo Đại hết rồi tới cụ Hồ thì Nguyễn Phú Trọng là 11 đời hết, nay tới Võ Văn Thưởng là hát rồi đời khác rồi đó. Như là Võ Văn Thưởng là qua đời Trình khác là đó. Anh em là vợ anh ha. Ừ. Vậy là ngày mai mình phải lấy quyển sổ đó ra công chứng ha. Không không hả, mình cái đó nghe cái đó tôi để lại mà tôi đâu có đốt đâu, mấy anh cũng không được quyền đốt luôn, vẫn để lại. Nếu mà bị đốt rồi bị sao sư phụ? Đốt là mất, để y vậy đó, đến lúc đến giờ nó tự tan rã. Ừ. Tại vì cái hình á, cái thần á đem về lên về trời rồi, còn cái hình này là để tặng lại cho các anh, mà các anh quỷ bỏ là các anh khổ gắng chịu. Vậy là ngày mai kêu công an vô công chứng được. Không á, không cần kêu công an Dương nó đây có mặt sẵn hết rồi. Công an âm không biết làm. Nếu sư phụ đi rồi mấy đệ buồn hay sao? Công an ở đây là công an Dương.
Hả? Hiểu không? Còn công an âm đâu biết gì đâu. Sư phụ mà về trời để buồn thì không? Công an âm là nó chỉ có là cái công chứng gì của Trần Giang, của hình tướng các anh thôi, chứ không có, không có công nhận được cái hồn. Sư phụ ơi, nỗi hồn của anh kìa. Sư phụ đi, sư phụ đi về để tử buồn thì sao? Về lại đây thấy có cái chòi không à? Muốn tìm anh là biết tìm ở đâu? Mình cứ về, tìm, muốn tìm thì cứ tịnh tâm tánh ý trong thân, ý nghĩ cho tỉnh đầu tìm. À, sao cái câu đó nó hoài vậy? Là như là cứ cứ nghĩ, cứ nghĩ là tìm tượng đế, cứ nghĩ anh lại là sẽ ra hình dáng anh lại liền ha. Có đâu xa, mình xa cha mình chứ đâu, cha không đâu xa mình. Vậy sư phụ về kêu là kéo cho đệ lên view YouTube nha sư phụ. Không, chuyện đó mình tạo phước mình hưởng chứ ai kéo mình. Cái là kỳ vậy? Chia sẻ livestream nữa. Mình cứ lập công lập hạnh càng nhiều mình sẽ được hưởng. Sư phụ có coi kênh YouTube của đệ không? Không. Không coi phim tài phim đâu. À, coi bài tài vô ký vô. Ngày nay ông ăn được, ông ăn tới 300-400 ngàn tiền đồ ăn chứ bộ. Bữa nay mua bún bò lên cho sư phụ mà ế luôn rồi. Sai sai kia là thần tiên tiên tỷ nha. Rồi á, anh không thể, không thấy tôi để các ngành các cấp còn phải phải tuân theo. Mà đời vua nào cũng cần biết, cấp xã cấp huyện nào mà đi ngược đi rồi ổng phạt cho mà thấy. Phạt là phạt cái gì anh lại? Giam những cái tình hình và hồn này chống thử phải không? Đưa vào những cái khu bị chà đánh. Vậy hả? À. Kiểu đó ngày mai má ông văn phòng tới à. Kệ nó, muốn tới đâu rồi nó tới. Tới giữa trời sao ở trời? Đổ nó. Giờ trời đó của thượng đế. Của thượng đế luôn hả? Ừ. Trời của thượng đế. Nó mà dở hả là ổng sẽ dở hết tất cả những dòng họ luôn chứ đừng có đùa. Thách thức vậy là người ta dở thiệt đó. Thì tao nói đó, cứ mày cứ làm đi, mày ngon làm đi. Quyền à, bình thường nói đây à, thôi giờ, dù miền Bắc miền Tây miền Trung đều nằm trong lòng tay của thượng đế, tức là một cha. Bất nói gì thôi chứ công an lại dạ không à, một cha hai mẹ gì chú hàng xóm nói gì đó quý vị. Công an á, mà công an cũng mình mà dân cũng là mình, cũng một cái tánh điếc của cha mà ra, nó cũng anh em với mình đúng không? Tức là nay là âm về dương, tức là về một, còn ai mà còn chấp tay ngã mạng đố kỵ thù hiềm chia rẽ là bị đọ ha. Nhưng mà sư phụ chấp tay ngã mặn đó, có bỏ ăn chay đâu. Mày biết cái đách gì mà ăn chay với ăn mặn, mà chấp tay ăn mặn cũng lát là chọi vô cây vô mà. Trời ơi, hung dữ quá vậy. Ghê quá. Hung dữ quá vậy. Đừng có chọc, đừng có đùa. Một hồi nó anh là xin một cái ấn, một cái là anh đóng cái thằng ấn đó. Ê, lại, anh cho em cái ấn này lại. Em à, em đóng cho nó coi. Là mấy cái quyền nè, bên đây là quyền nè, còn trình đó là quyền mấy mê cà chớ là chớ nữa. Đó là lúc sau là quá. Tiêu với anh đó, cấp quyền đó, cho anh đó. Cái quyền của nó hả, giờ nó là năm châu luôn á, chứ không phải đùa. Vâng, vâng. Anh lại biết chị bệnh đó anh lại. Bệnh đách gì mà chuyển được. À, ai có tất cả. Nhưng mà giờ nè, giao qua quyền cho thằng Trình rồi. Đó, là cái gì á, muốn cái gì là hỏi nó. Nó biết gì đâu. Thai sát nó mà được thanh nó mới trị được. Ung thư, đột quỵ, tiểu đường, kể cả mù đuôi đồ này kêu câm điếc nó cũng chơi luôn. Khi mà cái thần nó với cái hình này nó sáng ra rồi á, lấy được từng ánh sáng càng nhiều phải không? Dạ. Thì cái đó nó làm nốt. Rồi. Anh chị em mình nghe anh Lợi nói là cũng như là bệnh gì cũng điều trị được hết nha. Có gì tìm đến anh Lợi nha cả nhà. Có đâu thì tới trình những từ tu. Bữa nay đã truyền ngôi đã được cho có thừa kế hết rồi. Cái âm là cái anh này. Là vợ anh đó. Cái hình này á, cái màu này á hả, nếu mà chịu ái chịu tịnh hả, là cái hình này, cái hồn này dư sức chữa bệnh ung thư đột quỵ tiểu đường. Kể cả như các anh vậy. Mà tại các anh lo bên ngoài quá thì thần tán khí hao thì nó tự anh tâm lên. Nói sao cái miệng dữ vô chứ. Ừ. Tự chết. Miệng xếp sắt. Còn mình trị chữ trị sao? Cắt. Đâu, cái tiểu đường giá trị à. Tiểu đường vậy à. Sao giải vậy anh lại? Chỉ có cái đột quỵ nó phá cái hình của anh mới khó là làm lại thôi. Không? Ung thư đó. Ung thư dễ, tiểu đường cũng dễ thôi. Mà người ta nói có một cái bệnh nữa rất là khó trị luôn à, anh chị được không? Hả? Tôi nói bệnh lừa gì đó anh lại. Bệnh lừa thì cạo cục nhớt là hết gì. Em trị được. Có gì đâu, mấy anh cũng vậy, mấy anh cũng lười với mấy anh. Chịu mấy anh chịu xuyên là mấy anh thành Phật hết rồi. Giờ này biết thành Phật làm gì đâu, muốn làm người thường bình thường thôi. Đứng quầy đó thôi.
Ủa mấy ông bay thường cũng con của thượng đế, mà mấy ông bay là tiểu nhi Phật á, hiểu không? Một con hay là hai con? Không, Phật nhi á, gọi là Phật con, gọi là Phật thằng á. Không hiểu. Phật mày á, không? Không hiểu gì cả. Đây độ đời độ hồn chứ không phải đây vợ tôi chơi nó chuyện công thông như vậy. À, lại mình có tánh biết vậy đó, cũng như mình muốn có xe hơi là có xe hơi anh nội. Ủa Trần Giang là vật lý tính theo vật lý. À vật lý tính theo vật lý ha. Còn vô quy về khí thì muốn cái gì cũng có được. À còn dưới này khi nào mà anh phải đủ kìa. Cũng giống như khi nào mà anh làm cái việc của ông cụ Hồ á hoặc ông Nguyễn Phú Trọng anh làm được. Còn nhớ bệnh ta mà bị sida là lấy xi măng chị đúng không sư phụ? Đó sida cũng dễ thôi. Ngày trước á giật chồng giật vợ người ta, hôm nay nó mới vô đó đòi nghiệp nó bắt đầu nó bị sida. À rồi, là lấy xi măng chị phải không? Còn người ta, còn người ta nói anh có hai chiếc xe bị công an hốt luôn hả? Cái giả bên lùng á. Mày nghe mấy người đó là mày nghe cái tao biết. Là hồi nãy sư phụ lại này là có nói là có một đứa con trai hiện tại đang ở Thủ Dầu Một nha quý vị. Đó là anh em sẽ đi tìm tung tích người con trai bí ẩn này và người vợ lớn. Là người con trai đó ở đang với vợ lớn đúng không sư phụ? Lúc nó hai gái, lúc nó con trai là sao? Ờ. Có ba đời vợ hả? Nhiều vợ lắm, hồi nãy cô ngoài chợ nói 4-5 người vợ lận. Tính ra đào hoa quá he. Ông coi đốt nó làng này, cháy nguyên cánh rừng rồi, nó cháy vô con trời luôn á. Vợ đâu á, nguyên cái đất nước Việt Nam này chứ ở đó nghe. Ghê quá. Có gì mai anh lại. Có gì, mai tụi em lại đây.